Julie, you're gonna pass me the clear elastics. Hi everyone. So today is Lang Dương Lão Đại Nhạc Hội concert. So we are here at the Rose Theater, and we're just getting ready. As you know, Lang Dương Lão is an organization, nonprofit that helps gây quỹ để xây ngôi nhà dưỡng lão đầu tiên ở Ontario. Hi. Chào cô. Chút xíu nữa bạn đã cắt cho cô được không? Cái đầu của cô về có làm gì không? Dạ, con sẽ cố gắng, con phải cho cái cô này xong trước. Okay. Trong giờ 15. Alright. Bé còn không cô Minh Châu? Hả? Bé còn không hả? Hỏi chị nhà. Dạ. Phải chị nhà với lại hoặc là Hương, chị Hương ngồi ngay cửa đó. Chắc dạ. Chắc có. So tickets are still available, so if you would like to come and see the show, feel free to contact Chi Nhang or Chi Nhã. Or you can go to Gui Ha page, Facebook page, and they have all the information on there. Vé vẫn còn nha quý anh chị, cho nên vì thế nếu mà anh chị hôm nay có thể đến để ủng hộ làm dưỡng lão. Hôm nay là đại nhạc hội của làm dưỡng lão với các ca sĩ rất là hay, và làm dưỡng lão đang gây quỹ để xây ngôi nhà dưỡng lão đầu tiên ở thành phố Ontario. Cho nên xin mời các anh chị hôm nay nếu không có bận việc thì có thể đến để ủng hộ làm dưỡng lão. Bé vẫn còn các bạn, và các anh chị có thể liên lạc chị nhà hoặc là chị Hương. Mình biết là người nào mà không biết up ấy, thường thường không biết up, không biết up đen chứ là ai mà Yeah,
Tại 5 giờ chị phải đi. Con sau con ăn chút, cô làm chút xíu lẹ lắm. Tại vì 5 giờ phải chạy xuống dưới rồi. Nó hơi xì đó. Bây giờ mình kẹp lên hay con mình đi sao cũng được. Mình thấy... not so... How long are you gonna be, honey? Not that long, because I still have to finish the... Okay, you gonna come right up? Okay. Who say hi? I can hear you. Chị. Ah, hi, chị. How are you? Yeah, nó gọn gọt như vậy nhìn nó đỡ. Yeah. Nó giữ được cái móng không? Yeah. Chị đưa cho em Bobby Pen nhé. Yeah. Mọi người đúng 5 giờ phải có mặt ở dưới lớp. Dạ. Mình có cái group picture Valentine. Dạ đúng rồi. Đưa đầu này cho em. Sao chị? Đưa em vậy đúng không? Chút nữa. Dạ. Cái ghế nè. Không ngờ 3 năm rồi cô. Ừ. Mới trở lại đây. Ừ, nhanh dễ sợ. Dạ. Bà ôi trời kỳ này đi lên nó con sớt xanh tùm lum tà la đi vô còn khó. Nó bị accident ở 410 á. Ừ, dạ. Cô không có đi 410, cô đi 401 xong rồi đi lên đường Hill Ontario thẳng lên đây rồi. À. Rồi tốt như vậy mà cũng bị accident ha. Trời ơi, bị rõ quá. Yeah, look okay. Better now. Much better. Okay, yeah, I okay, like bye. It. Tại vì á, đeo móng á, mà để tóc xuống nhìn đúng nó rồi, không ra. Sang. Nó không có sang. Keo được. Dạ được. Dạ được. Nó không sang tại vì đúng cái móng nó phải đi với tóc. Tóc keo lên. Đúng rồi. Không cái... bao giờ để tóc rơi ra. Dạ. Phải kéo hết lên. Đó là cái kiểu xưa đó, đúng kiểu xưa đó. Nhưng mà bây giờ nhiều người cứ để tóc rồi làm phòng vậy. Có những thứ thì có thể phá được, nhưng mà có những cái truyền thống thì nó vẫn không, nó ra cái nét hơn. Ừ, khác liền. Nhìn thấy nó nó ra cái bộ đúng rồi. Dạ em định nhờ chị làm tóc giúp em được không hay là ai? Mà chị không biết thì chắc em nhìn em dùng cái định là. Oh my god. Sorry. How are you? Hi, how are you? Looking pretty. Oh, as always. Good to see you. Yeah. Hi. I've been busy downstairs, but hôm đó khỏe không? Khỏe. Yeah. Hôm nay lên làm MC. I know. Trời ơi. Để coi nói bỏng nó. Okay. Oh, is this live? Are you doing it live? Wait, do you have time to do some? Sorry, let me finish them. Yeah. I have to get them done first. Sorry. Làm cho cô Minh Châu. Thôi. Okay, thì thôi mình làm group picture đi. Làm 5 giờ mình phải có group xong rồi mình lên làm. Cô Khỏi, cảm ơn Kelly nha. Con làm cho mấy cô làm đại.
Yeah, if not, I will. I might just borrow your. Okay, we done. Không không biết cái nào. Em sẽ làm cái này chứ. Em làm cái con là được rồi. Yeah, yeah. Bây giờ, tại vì cái gọi là mình không có cái lúc tích chờ đó, cho nên cái nhóm photographer của chị bị le đó. Đúng rồi. Cho nên lần này là bắt buộc đó. Bắt buộc okay. Cái lúc tích chờ everyone. Yeah. Xong rồi ngừng tay làm xong rồi chúc mình làm lại tiếp. Không à, à. Em nghĩ gì là chết. Dạ. Yeah. Ủa, hồi nãy chị bỏ mất em gì có được không vậy? Không phải cái giọng của chị á, mọi thứ của chị nó nhẹ nhàng á. My mom's like, give me an elastic. Chưa đủ nước quạo đó, nước quạo là phần lớn khi bà đi vậy đó. Thank you em. Dễ nào mà. Không, cái giọng nó khó làm lắm chị, cái giọng nó khó làm lắm chị. Giọng ai càng nhẹ khi chửi càng to đó. Em tên gì? Em tên Ngọc. Ừ, hai Ngọc. Gốc chắc chưa? Nếu mà chưa chắc thì đắp mình. Em thấy là nó chỉ có rung rinh thôi, nhưng mà em nghĩ mà hồi bước ra ngoài. Để đắp nữa chị xuống dưới, chị kiếm cái gì chị improvise, chị chen vô để cho nó không bị đắp. I need to see you when I'm done, okay? Okay, just let me see. Okay. All those elastic pieces, put them back. Whenever finished, put them back in here. Okay, thank you. That's okay. You got 5 dogs. You have 5 dogs? Oh my god. Yeah. It's a lot of money. No, my 5 dogs is cheaper than 1 human baby. Oh. Em thấy cái keo nặng lắm mơ hả? No, no. Tại vì tùy giống hoặc là tùy người nuôi đó chứ. Chị nuôi không có vấn đề gì hết. Hơn nữa nó nuôi bầy á, nó nghe lời hơn là nuôi một đứa. Yeah, thiệt mà. When you have like một cái pack của nó đó, nó nghe, tại vì chó là theo đàn. Nó theo đàn cho nên nè. Trời ơi, phụ nữ như chị đúng là số 1 luôn. Tại vì nằm trong top list là những người phụ nữ đáng lấy làm vợ luôn. yêu thương sống chật. Mấy bé thì chị biết mấy giờ rồi, mình phải trễ giờ không? 4:50. Okay, 10 minutes. Bobby Pins. Chị Winnie biết gắn mi giả không? Chị Winnie gắn mi giả thì em ngủ hồn. I don't know how to do it, sorry. Em có elastic, em lấy cái quân đi, gắn quân vô đi. Nhưng mà phải cóp mới được, tại mắt em ngắn quá à. Không, không sao. I have scissors. Yeah. Lại em lấy keo, đây giấy cho, lấy keo dán vô đi. Mấy em tham gia cố gắng là về nhà coi YouTube. Học làm mấy cái này. Oh, I can't even put lashes on. I tried and I was like, oh, I can't even me. See. It's just practice. Because you know what? You don't need to do it, but learn it so that when you need it, you can use it. You know what I mean? I was like, can I just show up? I asked my friend, I was like, can I just show up to your house for like 2 minutes and then you can put them on and I'll go? It's not hard, trust me. Seriously, if I can do it, you can do it. Down? No. Sure? Clue em để đâu vậy? Clue em để đâu? Close your eyes and I don't want to get in your eyes. Where's your hat?
chắc luôn rồi sao? No, nó chưa chắc đâu, em vẫn phải dán á. Tại vì cái đó nó không có đủ chắc. Mắt em ngắn vậy thì chắc là một cộng là được hả? Một cộng cắt đôi hả? No, nó vẫn nó thiếu. Tại vì nó ngắn nhưng mà nó vẫn cần cái độ cong của nó đó. Beautiful. Thank you. Okay. Good. Okay, so now I'm gonna give it a hard core spray. Turn around. Tại vì dùng hay không thì không cần biết, nhưng mà gặp cái emergency mình biết để mình chữa lửa không. Nếu mà cắt là cắt hai bên hả chị? Ok, em thấy nó dài không? Tuy là nó dài nhưng mà nó chỉ dài có chút xíu à. Em mà cắt ra làm hai á, nhìn nó nguyên lắm. Nó nữa mắt em đẹp cho nên em để nguyên một cái hai đó. Nhìn nó mỗi lần cắt là chỉ cắt hai đầu hay là chỉ đây hai đầu ở đuôi thôi. Ví dụ hai cái này em thấy nè, thường thường cái đầu của nó đó là hai cái ngắn thì em lấy loại này lên. Em lấy một cặp đó, đúng rồi. Thank you chị Kelly. Scissors. Anyone have scissors? No, I don't have any scissors. Sorry. Okay, tweezers. Cũng không luôn. Ở đây đâu có ai hỏi. Em nghĩ. Bây giờ em xuống dưới chụp hình. Rồi yeah, let's go mà cầm cái đó theo. Khi mà tắt lửa chụp hình xong á, lên chị gắn cho. Let's go downstairs guys. Getting all the models ready, and you're my last one. What's your name? Julie. Julie, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hôm nay là đại nhạc hội gây quỹ của làng dưỡng lão, cho nên các cô model đang làm tóc. Hi honey, fix your hair right? Yeah. Okay. Hồi nãy ở đây có ai cái steam áo không phải không? Okay, clear elastic. I'm reading my hair first.
hold this side for me? Thank you. And I'm gonna need a lot of bobby pins. Just throw them at me. Let me know if you can tame, okay? Yep. Not that much. Like, not much, but are you in pain? No. Okay, then they've done so far? Just the foundation. Mến chào các bạn, hiện giờ là đang chuẩn bị cho các cô. We call everybody downstairs. Let's go, girls. You can go too. That's okay. You do your hair after. Okay. Otherwise, you're gonna not be on the picture. Shall we? Okay. Let's go downstairs. Sure. Okay. Okay. Come back. They're gathering in line up and everything. So, let's go. Your hats, everybody. Okay. 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 Mến chào các bạn. Hiện giờ là mọi người đang get ready cho làng dưỡng lão. Concert hôm nay, Kelly được biết rằng là vé concert vẫn còn, cho nên các anh chị nào, cô bác nào muốn đi xem concert của làng dưỡng lão thì có thể liên lạc chị Nhã nhé. Bây giờ Kelly phải chạy xuống dưới rồi. Xin chào các bạn, lát nữa Kelly sẽ chia sẻ tiếp. Bye bye.